Tôi là cái buổi tiệc này nó càng càng cái này á, này xảy ra tâm nhiều quá dành cho anh Phương. Happy birthday. Nãy giờ chưa có thổi đèn cay. Cái lúc nào á, cái cuộc vui á, lúc đầu lúc nào cũng đông á, nhưng mà cuối cùng những người bạn mà những người bạn mà chân thật là những người bạn nếu mà có thêm cái lên chơi mà rung dùng đi dùng chân thở té luôn ơi.